xây dựng. Chương 1. Các tính chất cơ bản. Một nhỏ khái niệm về khối lượng thể tích. Khối lượng thể tích là khối lượng của một đơn vị thể tích của vật liệu ở trạng thái tự nhiên. Gamma 0 bằng Ga chia V0. Trong đó, Ga là khối lượng trạng thái tự nhiên, đơn vị là gam hoặc kg. V0 là thể tích trạng thái tự nhiên, đơn vị là cm khối hay m khối. Hai nhỏ, khối lượng liên. Khối lượng liên là khối lượng của một đơn vị thể tích của vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đạt. Gamma A bằng Ga chia cho Va, với Ga là khối lượng ở trạng thái khô, Va là thể tích hoàn toàn đạt. Ba nhỏ, độ đặc, độ rỗng. Độ đặc là tỷ số giữa thể tích đặc với thể tích tự nhiên. Ký hiệu D bằng VA chia V0 nhân 100%. Suy ra D bằng gamma 0 chia gamma A nhân cho 100%. Trong đó, VA là thể tích đặc, V0 là thể tích tự nhiên. Độ rỗng. Độ rỗng là tỷ số giữa thể tích rỗng với tự nhiên. Độ rỗng ký hiệu là R bằng VR chia V0 nhân 100%. Suy ra R bằng 1 trừ gamma 0 chia gamma A nhân 100%. Uống nhỏ, độ ẩm, độ hút nước. Độ ẩm là tỷ số giữa khối lượng nước có trong vật liệu với khối lượng vật liệu khô. Độ ẩm được ký hiệu là V kép bằng GN chia GA nhân 100% bằng G ẩm trừ GA chia GA nhân 100%. Trong đó, GN là khối lượng nước có trong vật liệu. GA tức là G ẩm là khối lượng của vật liệu ẩm. Độ hút nước. Độ hút nước là khả năng hút và giữ nước ở điều kiện thường từ 5 độ C cho tới 20 độ C, là tỷ số giữa khối lượng nước mà vật liệu hút so với khối lượng vật liệu khô. Công thức tính theo khối lượng, ta có độ hút nước là HB bằng GN chia GA nhân 100% bằng G ẩm trừ GA chia GA nhân 100%. Tính theo thể tích là độ hút nước HV bằng VN chia V0 nhân 100% bằng G ẩm trừ GA chia cho V0 nhân cho gamma ẩm nhân 100%. Lưu ý, gamma 0 của bê tông cốt thép bằng 2500
A Newton trên mét khối, hay là bằng 2,5 gram trên cm khối, bằng 2,5 tấn trên mét khối. Giá mặt không của thép bằng 7.850 Da Newton trên mét khối, bằng 7.85 gram trên cm khối, và bằng 7.85 tấn trên mét khối. Gamma không của vữa bằng 1.800 Da Newton trên mét khối, bằng 1.8 gram trên cm khối, và bằng 1.8 tấn trên mét khối. Gamma không của cát bằng 1.400 Da Newton trên mét khối, bằng 1.4 gram trên cm khối, bằng 1.4 tấn trên mét khối. Gamma không của nước bằng 1.000 Da Newton trên mét khối, và bằng 1 gram trên cm khối, bằng 1 tấn trên mét khối. Ví dụ 1. Một mẫu đá khô có Ga bằng 200 gram, sau khi bọc kính bằng 18 gram paraffin và đem cân trong nước được 75 gram, biết khối lượng của paraffin và nước lần lượt là 0,9 gram trên cm khối và 1 gram trên cm khối. Tính khối lượng thể tích của mẫu đá. Giải. Ta có độ giảm khối lượng M giảm bằng 200, tức là khối lượng của mẫu đá khô, cộng 18 là khối lượng của paraffin, trừ cho 75 là khi cân trong nước thì nó được là 75 gram. Và vậy thì nó giảm là lấy 200 cộng 18 trừ 75 được 143 gram. Ban đầu có 200 gram được bọc trong paraffin là 18 gram, giờ tổng khối lượng là 200 cộng 18. Sau khi đem cao trong nước thì chỉ được là có 75 gram. Vậy thì khối lượng nó giảm là 143 gram. Và ta có thể tích của đá. Thể tích thì nó bằng là khối lượng chia cho khối lượng riêng, là bằng 143 chia cho 1 trừ cho 18 chia 0,9 bằng 123 cm khối. Từ đây ta tính được khối lượng thể tích của mẫu đá. Khối lượng thể tích gamma 0 bằng Ga chia V0. Ga là 200, khối lượng mẫu đá là 200 gram, và chia cho V0. V0 là 123 cm khối, thì nó bằng là 1.63 gram trên cm khối.
Ví dụ 2. Một mẫu vật liệu có GA bằng 800g, độ ẩm là V kép bằng 5%, tính độ hút nước. Đấy. Ta có độ ẩm V kép bằng G ẩm trừ GA chia GA nhân 100. Suy ra G ẩm bằng GA nhân cho 1 cộng V kép. Và tại GA là 800g nhân cho 1 cộng với kép là 5% thì nó được là 840g. Khối lượng nước cần giảm ta có khối lượng giảm là bằng 840 trừ cho 800 bằng 40g. Khối lượng của mẫu vật liệu ban đầu là 800g và sau khi hút nước thì nó trở thành là 840g. Vậy thì nó đã thay đổi là 40g, cái độ thay đổi của nó là 40g, độ chênh lệch của nó. Và ta có độ hút nước bằng G ẩm trừ GA chia GA nhân 100%, thì G ẩm của nó là 840 trừ GA là 800 và chia cho 800 nhân 100 thì được 5%. Ta có độ hút nước theo thể tích bằng G ẩm trừ A chia với 0 nhân 100%. Ví dụ 3. Một mẫu đá có đường kính 4cm, chiều cao 5cm và GA là 200g. G ẩm là 250g, tính khối lượng thể tích và độ hút nước. Vậy ta có V0 bằng pi d bình chia 4 nhân cho h thì nó bằng 20 pi cm khối và bằng 62,83 cm khối. Khối lượng thể tích gamma 0 bằng GA chia V0. GA là 200g, V0 là 62,83 thì nó bằng 3,18g trên cm khối. Độ hút nước HB bằng G ẩm trừ GA chia GA nhân 100. G ẩm là 250, GA là 200 chia cho 200 nhân 100 thì bằng 25%. Và độ hút nước theo thể tích thì nó bằng G ẩm trừ GA chia V0 nhân cho gamma ẩm nhân 100. G ẩm là 250, GA là 200 và chia V0. V0 ở đây là 62,83, còn gamma ẩm của nó là 1 thì nó là 79,58%.